Như các bạn đã biết, AC là thuật ngữ không hề mới khi mà Google đã từng sử dụng nó ở trong sản phẩm Pixel 2, hay chính cả Apple cũng vậy, họ đã sử dụng trong Apple Watch Series 3. Tuy nhiên, phải đến khi mà Apple sử dụng và cũng như công bố nó cùng với bộ ba sản phẩm iPhone mới nhất thì cái tên eSIM đã được cộng đồng dân công nghệ bàn tán vô cùng sôi nổi. Có người nói thì đây chính là một cuộc cách mạng bùng nổ về thế giới SIM số, nhưng cũng có người nói thì như là cũng chẳng tác dụng gì ở thời điểm hiện tại. Vậy thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem eSIM là gì và công dụng của nó như thế nào nhé. eSIM mới xuất hiện và mang đến một công nghệ hoàn toàn khác biệt. Đó là viết tắt của từ Electric SIM, một thẻ SIM điện tử được tích hợp sẵn vào bên trong thiết bị. eSIM có thể lưu trữ và chứa nhiều thông tin thuê bao khác nhau để bạn dễ dàng chuyển đổi nhà mạng khi cần. Khác với công nghệ iSIM mà ARN công bố cách đây không lâu, iSIM sẽ liên quan đến cảm biến Internet vạn vật, Internet of Things, hiện và chưa phải vẫn là công nghệ đại trà. Lợi ích dễ thấy nhất của eSIM là nó vô cùng nhỏ, nó chỉ bằng một phần của nano SIM, và chắc hẳn là các bạn cũng biết nano SIM thì bé đến mức nào rồi đó. Đây chính là điểm khiến cho eSIM thích hợp với smartwatch, những thiết bị vốn nhỏ gọn và không có chỗ chứa một cái thẻ SIM, mà đó cũng chính là bản chất tiến hóa của công nghệ khi mà mọi thứ càng nhỏ lại, tinh vi hơn. Như vậy, đầu tiên, việc eSIM tích hợp vào trong thiết bị thì bạn sẽ không thể tháo lắp được, bản thân nó sẽ là một phần của thiết bị. Không tháo được đồng nghĩa với việc thiết bị sẽ không có khe hở để bụi hay nước hay tạp chất lên lỏi vào bên trong phần cứng. Việc chuyển nhà mạng sẽ được thực hiện qua phần mềm hết, và khi eSIM trở thành một phần mặc định của thiết bị di động, cơ sở hạ tầng của nhà mạng sẽ trở nên gọn nhẹ, linh hoạt hơn nhiều. SIM nhỏ gọn hơn, tất sẽ khiến smartphone gọn hơn. Linh kiện điện tử càng nhỏ, càng tinh vi thì thiết bị sẽ càng hiện đại. Càng thêm nhiều linh kiện điện tử, thiết bị sẽ đi được xa hơn nữa. Chắc hẳn bạn đã nhận ra tầm quan trọng của việc loại bỏ hoàn toàn thẻ SIM cồng kềnh. Mà không chỉ vậy, bỏ được SIM vật lý sẽ là loại đi khe cắm SIM, khay đựng SIM và những linh kiện điện tử kết nối với SIM với thiết bị nữa. Với không gian cũng rộng hẳn ra, các nhà sản xuất điện thoại sẽ có thêm chỗ để để thêm linh kiện, mở rộng sức mạnh vốn có, bất kỳ thứ gì có lợi cho thiết bị và hiển nhiên lợi cho khách hàng chúng ta. Tuy có những lợi ích là thế, ấy vậy mà hiện nay không phải nhà mạng nào cũng hỗ trợ eSIM. Apple cho biết tính năng 2 SIM sẽ chỉ hỗ trợ trên iOS 12 và không phải tất cả các nhà mạng đều có thể hỗ trợ eSIM. Ví dụ như tại Mỹ, chỉ có 3 nhà mạng có hỗ trợ eSIM. Trên thế giới cũng chỉ có 14 nhà mạng. Điều đó đồng nghĩa với việc nếu không hỗ trợ eSIM thì tính năng 2 SIM của iPhone 10S cũng trở nên hoàn toàn vô dụng. Bạn chỉ có thể sử dụng một nano SIM vật lý như mọi chiếc iPhone trước đây. Như các bạn cũng đã thấy đấy, ở Việt Nam hiện tại thì chắc chắn là chúng ta vẫn sẽ chưa thể sử dụng được tính năng SIM kép của iPhone cũng như là eSIM, bởi vì hiện tại Apple vẫn chưa có ý định hợp tác với bất kỳ nhà mạng nào ở Việt Nam để hỗ trợ eSIM. Chính vì vậy mà nếu như các bạn muốn sử dụng bộ ba iPhone mới mà vẫn sử dụng tính năng 2 SIM thì các bạn có thể sử dụng iPhone mới nhất bản từ thị trường Trung Quốc. Tuy nhiên thì mình chắc chắn với các bạn một điều, đó chính là khi đó giá của những chiếc iPhone này sẽ được đẩy lên rất rất cao. Đối với bản thân mình thì mình thực sự hy vọng rằng sắp tới thì Apple có thể cân nhắc quyết định sản xuất đồng loạt những chiếc iPhone có 2 SIM kép vật lý để chúng ta có thể cùng sử dụng như là thị trường Trung Quốc. Và việc của chúng ta bây giờ đó là hãy cùng cân nhắc cũng như chờ đợi thời gian sắp tới Apple sẽ có những hướng đi như thế nào. Và đương nhiên là mình cũng thực sự hy vọng là ở Việt Nam cũng như là ở Viettel Store sẽ có thể mang đến cho các bạn được những chiếc điện thoại iPhone là có SIM kép vật lý để các bạn có thể thoải mái sử dụng. Và các bạn ơi, các bạn đừng quên nhấn like cũng như subscribe kênh YouTube của Viettel Store để cùng chúng mình cập nhật tin tức mới nhất, nóng hổi nhất về thế giới công nghệ nhé.